vào đây và bảy hề đến cái ngủ chim sẻ chạy hộ tôi cái. Vâng, trong nhà chính của sẻ đâu một ơi. Vâng, đây thì bắn đi anh. Sẻ đang đảo ra nếu đâu một bắn và dâng ngà đến từ game thủ Tiên Như Vũ. Vâng, màu ba đang lao lên nhà game thủ chim sẻ nắng. Mình nghĩ là nên kết thúc được rồi anh em ạ. Gold, please. AC dành cho chim sẻ nắng màu 4. Đây là bãi quả đầu 1, 2, 3, 4, 5, 6 cây dành cho đủ chim sẻ nắng chúng ta. Cảm ơn anh Nguyễn Hoàng Kiên đã gửi tặng sẻ 350 sao nha. Thích cho anh. Cảm ơn Đinh Hải gửi tặng sẻ 100 sao. Hello anh em, hello mọi người. Đã thôi anh ơi, tối hôm nay muộn quá về, em xin phép anh em nghỉ live stream buổi. Muộn quá, anh em hỏi về live không thôi ạ. Anh còn thiếu 21 giờ nữa. Thiếu cả sao đây này. Đây là bãi quả đầu. Quả 7 à? Vâng, quả 7 ạ. Xin lỗi các bạn, sao mình nhìn thấy quả 6 nhờ. Xin lỗi các bạn, quả 7 anh em ơi. Cảm ơn anh em. Quả 7. Đây là máy kỹ thủ nô 1. Đã có 7 hiệu đầu rồi. Hiệu đầu 7 con đến nô 1 luôn, đang được lùa về. Cảm ơn anh Phú Nguyễn đã gửi tặng chim sẻ nắng 100 sao, anh Đinh Hải sẻ 200 sao nữa ạ. Cảm ơn anh em rất nhiều, cảm ơn anh Hà Kim Thắng đây này, 99 sao, anh Quang Việt nữa nha. Đang lùa hiệu về đến nô 1 chúng ta. Có xe giỏi tìm đồ ăn. Bài gần góc 9 giờ đến nô 1. Đây là máy kỹ thủ chim sẻ né sư tử. Đang có hiệu đầu, đối đôi sư tử nhìn sợ thế. Chớm một bước nữa thôi là chết rồi. Cảm ơn anh Cường Ốc đã gửi tặng sẻ 100 sao nha. Ok em. Khỏi mẹ. Thôi thì vẫn chết anh em ạ. 4 sư tử quanh nhà thì chịu rồi. 4 sư tử anh em ạ. Chết dần rồi. Rồi thì quên về hiệu này thôi. Hiệu được đưa về và chết dần đấy, thủ chim sẻ nắng. Trận chung kết sớm thì đội bạn anh em ạ. Rồi giải quyết bảy hiệu này thôi. Hiệu đưa về mà đang hơi căng ấy. Cảm ơn thắng cố gửi tặng chim sẻ nắng 50 sao ạ. Thêm một cánh rừng nữa, chết một dần rồi. Bài với bảy hiệu rồi, nâu một thì có gì không. Bảy hiệu đưa về 7 con đến từ nâu một. Có voi, có quả phụ. Mắc. Hà Nội mưa này, tí sẻ live về phát. Sao mai qua đón anh luôn. Mưa to, thằng Hưởng đang nhắn tin bảo mưa to đấy. Mưa. Bài đấu hiệu voi và quả phụ đã có. Dành cho cái thủ nô 1 chúng ta vào đây là S đầu thì cho anh. Bài khép góc 9 giờ. Trong trận đấu này gần như là một bãi quả đôi, nhưng mà do chúng ta tìm thấy quả, nhìn thấy quả phụ hơi muộn, câu con voi về thôi. Rồi đây là con voi đầu tiên dành cho nô 1 chúng ta. Còn gì nữa không anh? Đầy á. Vậy thằng gì bảo biết là đầy đồ anh em ạ. Đâu, cho xem cái. Thêm một BE. Không phải nghĩ luôn. Bài sẻ chết dân này, đồ ăn không biết như nào. Vâng, bài hai quả phụ nâu một. Được đấy. Bữa này bảo sếp đưa về là đúng rồi anh ơi. Anh em lại bảo nhân viên dám bảo sếp đưa về. 25/28. Bài AC của chim sẻ nắng rất xấu. Có quả phụ này. Có thêm bầy hiêu 4 con. Nhưng chỗ này không có một vị trí để đóng hết nhân đôi. 806/27 dân trừ 1. Ép đời rát thế. Vâng, ép đời vẫn là rất rát đấy thì đủ chim sẻ. Vẫn đóng hết nhân đôi. Hiêu 5 ở khu vực này. Rồi, giải quyết bầy hiêu này thôi. Oh,
Yuri. Alamaz. Yuri. Ok, như vậy là BM. BA, một bài kích ở cuối 10 đấy, cái thủ chim sẻ. Nó một lên đời sớm hơn đúng không? Đúng là như vậy, nó một lên đời sớm hơn. Chúng ta xem máy nó một trận này đi. Bài sẽ lên muộn, thêm chiếc bé nữa đấy từ cái thủ nó một. Ngày hôm nay nó thi đấu quá tốt rồi anh em ạ. Hôm nay tôi thấy nó một đánh rất hay. Một đánh rất hay anh em nhá. Yêu đầu voi và hai bãi quả phụ. Lên đời sớm nhất bản đồ ạ. Giời ơi. Ghê thế. Sớm hơn tí thôi. Đây là sớm nhất bản đồ nhưng mà kích đời 3 lỗi mất 5 giây anh em ạ. Rồi ra ruộng rồi. Chúng ta theo dõi mặt máy cái thủ nó 1 trận đấu này. Một chiến thắng nữa thôi là chúng ta sẽ có mặt trong vòng bán kết. Hay à. Và nếu như chúng ta thắng trận đấu này thì mọi thứ nó vẫn đang đi phải nói là quá chuẩn. Tức là từ đầu đến giờ chúng ta thắng cặp đôi nào chúng ta đều thắng với tỷ số 6-2. Ở vòng bảng chúng ta có 3 trận chiến thắng với cùng tỷ số 6-2 như đánh tennis. Và trong vòng tứ kết này thì kịch bản 6-2 nó đang hiện hữu rất gần rồi. Và chỉ cần thắng trận đấu này nữa thôi thì vẫn sẽ là 6-2. 5 ma thì như No.1. Đương nhiên rồi. Gần màu 2 anh ơi. Giang Hà này, Tiến Như Vũ này. Ngay trước cửa nhà No.1 này. Như vậy là sẽ kết hợp bên này luôn. Mới nhìn thấy bóng thôi chứ chưa nhìn thấy BA đâu. Về cơ cấu giải thưởng thì cái này mình đang chưa nắm được anh em ạ. Này thì mình sẽ cố gắng liên hệ với ban tổ chức cũng như là các game thủ để hỏi lại xem là cơ cấu giải thưởng như thế nào. Rất nhiều anh em đang hỏi cơ cấu giải thưởng là như thế nào. Năm ma bắt đầu đẩy lên rồi. Và như vậy là anh Hoàng Minh Nhật đang comment là Hải Mario mà không có sẻ ưu ái thì thất nghiệp. Vâng, chính xác của anh thôi. Vâng, may em được sẻ ưu ái chứ không thì em thất nghiệp rồi anh ạ. Như vậy là bạn dâng A, đây là bài đi dâng đến người cầm màu 2 nhưng dâng cánh sẻ cũng phải dâng cho nó 1. Màu 2 đầu cánh nó 1. Đây là máy cái thủ chim sẻ. Hai tơn đứng kê rồi, đây là BA đội bạn. Hai tơn đứng kê. Màu 3 sơ luyến cũng sẽ ra đây luôn. Một tơn nó 1 đi quản màu 2 và tơn 2 sẽ mang sang kê nhà cho chim sẻ. Tơn 2 sẽ mang sang thủ nhà sẻ. Sẻ đang đánh đuổi màu 2 tơn này. Ơ đội bạn tự đưa mình xuống dưới dốc kìa. Ảo đấy. Đây đây, anh No.1 vừa gặp đây sau đây. Ôi không, No.1 vào tận BA rồi, đội bạn sang nhà anh đấy. Sẽ đang ốp BA của cái cầm màu 2. Không không, vẫn ở đây. Màu 3 đã đến rồi. Và No.1 sẽ thủ tơ bên trong và sẽ thủ tơ bên ngoài. No.1 đuổi tơ bên trong, xôi ơi tôi. Mời hết vào đây. Và 7E đến cái thủ chim sẻ chạy hộ tôi cái. Và trong nhà chính của sẻ No.1 ơi. Và đây thì bắn đi anh. Sẻ đang đảo dân đều No.1 bắn và dâng ngà đến từ game thủ Tiên Như Vũ. Và màu 3 đang lao lên nhà game thủ chim sẻ nắng. 45-56 dành cho bài đấu này. Bắn thôi. Kịch góc 12 giờ No.1 đây. Và No.1 vẫn đang đuổi theo ở phía sau. Và tôi đang chim lợn cho No.1 xem là đội bạn đang chạy đi đâu. Và ốp được BA người cầm 2 đội bạn cua xuống 1 giờ anh ơi. Rồi bắn đi anh ơi. Rồi nở con cung đòn nào ra chết cung đòn đấy. Vẫn nhớ là có một tơ đi quản màu 2 nhá. Màu 3 tiếp tục công lên nhà sẻ. Nhưng ở khu vực này là quá khó để công vào để cho đội bạn. Chiến thắng 6-2 đang ở rất gần cặp đôi chúng ta rồi. Rất gần rồi. No.1 hôm nay thi đấu quá hay và bay. Tham lại No.1 65-64. Màu 2 có một vài con quân vào nhà No.1. Anh đang chặn dân của đối phương. Và không cửa công đến từ người cầm màu 2 game thủ Tiên Như Vũ vào nhà No.1. Thậm chí No.1 đang tạt sang bắn cả màu 3. Rồi. Và đây là màn máy thủ No.1 với tham lại 65 thôi. Giữ tơ này thì quản màu 2 anh ơi. Giữ tơ này thì quản màu 2. Quay trở lại màn máy cái thủ chim sẻ. Sau khi đỡ nhà thành công thì bây giờ sẽ đốt BA màu 2. Và tỷ số được định là 6-2 dành cho chim sẻ đấu No.1 trong buổi tối game này. Quá hay anh em ơi.